Hôm nay tụi mình dọn dẹp cái vườn của tụi mình nè mọi người. Và cái kết rất là bất ngờ, mình xém đốt nhà của mình luôn á. Mời mọi người xem thử xem là tại sao lại như vậy nha. Cùng trải nghiệm cuộc sống ở Úc với mình nha. Đây là cây hoa hồng của mình nè. Và mùa đông á, nó rụng lá hết rồi, chỉ còn lại mấy cái giống như vậy thôi. Mấy cái này là ở trong nó có hạt đó, mình nghĩ là sau này nó sẽ ra giống như là hạt của cây hoa hồng hay sao đó, mình nghĩ vậy. Nhưng mà bây giờ nó quá trời nhiều, mình phải cắt bớt thôi chứ không thể để như vậy được. Cắt bớt cho cây hoa hồng mùa xuân nó có sức nó ra hoa. Cái cây kéo này là của anh bạn mình ở Việt Nam á, anh làm cho công ty nội thất á, thì bén quá, thì anh tặng mình cái này dùng thử coi sao. Trời ơi, xịn quá à, bén quá à, quá bén luôn á. Giờ mình cắt hết mấy cái này rồi, bén cắt đá luôn á, bén mà cắt sực sực luôn á mọi người. Mình cắt xong rồi mình bỏ vào cái giỏ giống vậy nè, để mà mọi người biết chị không, giống như mấy cái hạt mà màu đỏ giống vậy nè, thì mình hy vọng là nó lên được cái hoa hồng khác. Mình giữ lại, với lại để mà mình đừng có xả rác tùm lum ở dưới đất đó mà. Ui cắt đã tay thiệt chứ. Mà mọi người thấy không, nó có con rầy á. Này để zoom cho mọi người coi, nó có con rầy á. Yêu thấy không, ghê quá à. Để mình mua thuốc rồi mình xịt nó. Đấy mọi người thấy như là cái búp này ha. Cái búp này á, thì mình chỉ cắt ngay khúc này thôi, ngay khúc giữa này thôi. Khúc dưới này á, nó còn có thể ra được mầm, ra được lá thêm gì nữa nè. Thấy không, nó đâm chồi. Thế là mình không cắt dưới này mà mình cắt khúc trên này thôi. Mình cắt cỡ này thôi. Vậy đó. Chín mà chín đen luôn rồi nè, không biết nó có hạt gì không nữa. Để chút mình mở nó ra coi nha. Cây này nó có cái bông giống như cái cây nhọn lên, nhưng cái bông của nó gì đó, nó là cái bông đó, có hạt cho nó nữa. Giờ mình cắt nó đây. That far, it's dangerous, babe, because it's hard. So what if you fall to it? Oh boy, it's like wood. Right. It's like wood inside. Solid. Well, we can Right. run at this good firewood. Wow, look how hard it is. Funny thing is, you could make a drumstick out of this one. Okay, this scissor is good, right? Yeah, you can use that one, or there is a big one in the shed. You can use that one. Bây giờ tụi mình tỉa cái bụi này nè mọi người. Nhìn nó tùm, nhìn mệt mỏi quá trời luôn á. Nhìn giống như tóc tai mà mình dài mà không ai tỉa rồi đó. Sau khi hai đứa mình tỉa xong thì nhìn nó gọn gàng đẹp lắm mọi người. Đây là mấy cái hoa mình trồng lâu rồi. Cái cỏ này không có trồng mà nó mọc nè. Cỏ này là cỏ dại nên mình nhổ bỏ nè. Cái cỏ này cũng vậy, không có trồng mà mọc nè. Cái hoa này
cái oh fuck, chồng mà nửa chết nửa sống nè, đây chết nè, cây này sống bỏ xuống dưới đất đi, cắm nó xuống lại, hy vọng còn sống nè con. Cái cỏ này nó không trồng mà một này là cỏ dại nè, nhổ hết. Như cái này là cỏ dại nè, ngày xưa. Còn cái này là cỏ trồng nên nổi đó. Rồi luôn, nó tự bể ra luôn. Nói chung nào cỏ dại không cần á thì mình nhổ nó hết. Cái này hồi xưa có trồng cái gì đây nè, nó chết trời. Cái này là cỏ trồng nè mà giờ nó khô héo rồi, không biết có nên để không, tại vì mình đang muốn trồng mà. Cái hoa của mình đây cho nên là mình nhổ ra quá. Chút nữa mình sẽ trồng mấy cái hoa cúc nhỏ nhỏ ở đây, mình nhổ cho trống trống đi rồi mình mà mình trồng cái khác. Rồi ui, đây có con ốc sên nè, mấy cái này nhổ luôn đi đấy. Nó chết hết rồi. Bởi vậy á, làm vườn á thì mình phải đeo bao tay á mọi người. Tại vì không biết trong đây nó có sâu bọ đắm rít gì không. Nó xong rồi đó, nó mục hết rồi. Thôi mình định là sẽ bỏ, bỏ thêm đất vô đây nè. Nhưng mà cái chỗ này nó ốc sên không à, mà cái chỗ này nó đá không à, cho nên là mình phải lựa mấy cái viên đá này nó rời ra rồi mình mới bỏ đất vô được. Sau khi bỏ đất vô thì mình sẽ bỏ những cái viên đá này lên trên để trang trí, mọi người hiểu không? Tại vì chủ nhà mình nghĩ là chủ nhà ban đầu là để mấy cái viên đá lên trên nè, xong sau đất đất nó lúng hay sao đó rồi riết là nó tụt xuống dưới nè. Giờ mình muốn đổ thêm đất lên trên cho nó cao lên, tí nữa mình sẽ đi mua đất. Giờ mình lựa ra trước đi. Trời quá trời ốc sên luôn á. Đây là từ cái cây trên này, chút nữa mình sẽ để lên trên mình bón, bón mình ủn á. Ôi quá trời ốc sên luôn mọi người ơi, phải mua thuốc gì với ốc sên thôi, quá trời luôn. Tại vì bây giờ cái cây cây gì bên tên này, cái cây này là maple á, nói chung là cây maple mọi người, nó rụng lá hết rồi. Đấy, này là lá khô của nó nè. Thì giờ mình dọn hết lá khô ra để mình đổ đất lên thêm ha. Với lại mấy cái lá khô này nè, khi mà trời mưa xuống cái nó ẩm á, cái nó mục, nó tạo thành dinh dưỡng, xong rồi cỏ dại á mọc trên cái lớp lá khô đó. Cái đó là mình không có muốn, tại vì mọi người thấy không, cái lớp nhựa này nè, mình nó có trải một cái tấm nhựa này trên cái nền đất, không phải mình mà là chủ nhà cũ á, đã trải một cái tấm nhựa này trên cái nền đất rồi, xong rồi họ mới rải mấy cái mùn cưa này nè, mấy cái đá này nè lên trên để cho cỏ đừng có mọc lên á. Rồi bây giờ sau nhiều năm á thì mấy cái lá mình nó rớt xuống nè, nó tạo thành mùn đi, tạo thành mùn trên cái lớp đá, trên cái lớp mùn cưa của mình á, xong rồi cỏ nó mọc lên đó. Cho nên là mình phải lấy hết mấy cái cỏ dại này ra, lấy hết mấy cái lá khô này ra để cỏ dại không có mọc lên. Đấy, trong đây nữa nè mọi người, trong đây nhiều lắm nè. Nó lại lục, có gì ăn không kìa. Hello, ông Vũ mình mang đôi ủng vậy nè, bước vô đây thấy nó cũng tự tin hơn, đỡ sợ con gì nó cắn. Ui trời ơi, cái cây này nó bự má ơi luôn. Cái này cái cỏ dại mà nó còn bự hơn cái bông thiệt nữa.
Cái này cây lavender nè. Mà kiểu một cây mà chết hết nửa cây rồi. Mình nghĩ là mình bứng lên hết đi. Rồi mình trồng cây khác vô đây. It's too old. See that? I thought it's gonna grow back, but it's not. Oh my god, it burned. Wow. Can I grab the rest here? Yeah? It burned so quickly. Yeah. Careful your hand. Yeah, yeah. Nothing left here. Good. can you take the green bean and burn it too? Lavender, very many lavender. Yeah, if you want to fish it. Oh my god, quick, close it. Wow. Oh my god. Tối ngày hôm đó nice. Là mình đem mấy cái cây lavender mà tụi mình nhổ á, để đem vào lò sưởi đốt á mọi người. Bởi vì mình nghĩ lavender thì nó sẽ thơm đúng không? Cho nên là mình đốt chắc là nó thơm dữ lắm. Ai ngờ lửa nó cháy quá trời luôn mọi người. Mọi người nhìn trong video ha, mọi người thấy á, là nó cháy điên cuồng không? Tại vì cái cây lavender nó cũng hơi bị khô á. Cái cây lavender ở nhà mình nó bị khô á. Rồi thêm có thêm tinh dầu nữa, nó bán lửa nhanh lắm mọi người. Mọi người coi nha, tí nữa anh Bi ảnh kêu mình chạy ra ngoài coi á. Bên ngoài á là lửa nó thoát ra khỏi cái ống khói á, nó phừng luôn mọi người, nhìn thấy ghê lắm kìa. Mình sợ nó cháy nhà không à. What? From the start with the... Go outside and look at the chimney, look at the chimney. Go outside, no, go from your side. Scared, get out. Chimney, chunky. Oh fuck. Oh my god. Is it so? Oh my god. Is it so? Anh tạo nó đi trời. Trời thấy ghê quá. Trời ơi, thấy ghê quá à. Quá trời khói luôn. Má ơi. Khói của mình không đó hả? Hay là mấy? Ôi dồi. Má ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye.